Xin chào các mẹ, hôm nay bác sĩ Vinh sẽ chia sẻ một chủ đề mà có rất nhiều mẹ quan tâm và comment cho bác sĩ trong những ngày gần đây. Các mẹ có đoán được chúng ta sẽ nói về chủ đề gì không? Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề viêm phổi ở trẻ nhỏ. Mẹ theo dõi clip nhé. Về định nghĩa, cơ chế, nguyên nhân gây bệnh, nó là một cái hơi sâu với các mẹ. Nếu như mẹ nào quan tâm thì có thể tự tìm hiểu thêm. Bác sĩ Vinh chỉ có một lưu ý với các mẹ, đó là bệnh viêm phổi có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ dưới 2 tuổi thì hay gặp hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì năm 2015 khoảng 16% trẻ tử vong dưới 5 tuổi là do viêm phổi. Tại khoa Nhi Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, theo thống kê năm 2016, tỷ lệ bị viêm phế quản phổi và viêm phổi nhập viện chiếm 25% trong tổng số trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Sau đây mới là những cái điều mà các mẹ sẽ cần quan tâm và lưu ý nhiều hơn. Vậy nhóm trẻ nào thì có nguy cơ mắc viêm phổi cao nhất? Đầu tiên phải nói đến trẻ sống trong không gian chật chội, ô nhiễm môi trường trong nhà cũng như xung quanh. Đặc biệt nếu trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá, khói bếp than, do môi trường không sạch sẽ, trẻ thường xuyên hít phải những khí độc trên thì phổi sẽ càng suy yếu theo thời gian và dẫn đến viêm phổi nhiều hơn. Cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo, đó là giai đoạn mà trẻ dễ bị mắc bệnh viêm phổi. Ngoài ra, trẻ cũng có thể mắc những các bệnh khác và nó có thể mang các cái tác nhân gây bệnh về lây nhiễm cho anh chị em trong gia đình. Nhóm trẻ có nguy cơ rất cao mắc viêm phổi, đó là những trẻ sinh non, trẻ không được bú mẹ, trẻ bị suy dinh dưỡng, hoặc mắc các bệnh mãn tính như là tim bẩm sinh, xơ hóa phế quản phổi, trong việc dạ dày thực quản, vân vân. Nó còn rất là nhiều các cái bệnh mãn tính hoặc là cái bệnh bẩm sinh khác. Viêm phổi của trẻ em đó là một cái bệnh diễn biến rất là nhanh và nguy hiểm. Vậy có những dấu hiệu gợi ý nào để giúp các mẹ có thể phát hiện được sớm cái tình trạng viêm phổi của con? Có 3 triệu chứng gợi ý mà các mẹ cần nhớ sau đây. Thứ nhất là ho, thứ hai là sốt, thở nhanh hay thở gắng sức là triệu chứng quan trọng nhất của bệnh viêm phổi. Trẻ có thể ho vừa đến nặng, thường là ho nặng tiếng, nhưng cũng không nhất thiết là tất cả các trẻ sẽ có cái biểu hiện giống nhau như vậy. Trẻ sốt vừa đến sốt cao, nhưng đôi khi có những cái trẻ miễn dịch yếu thì nó có thể không có cái biểu hiện rõ ràng về sốt. Thở nhanh liên tục khác với thở nhanh nhất thời khi trẻ bị sốt cao. Trẻ được coi là thở nhanh nếu thở trên 60 lần trên phút đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi, trên 5 lần trên phút đối với trẻ từ 2 cho đến 1 tuổi, hoặc trên 40 lần trên phút đối với trẻ trên 1 tuổi. Để đếm nhịp thở thì mình sẽ phải đếm khi trẻ đang nằm yên và không có những cái hoạt động gắng sức, nghĩa là không có những cái vận động của con. Dùng đồng hồ có kim dây để đếm trong vòng 1 phút. Trẻ thở gắng sức, đó là cái cánh mũi của trẻ phập phồng, thở nó phát ra cái tiếng như là mình hay gọi, cái từ chuyên môn của các bác hay gọi là thở rên, các mẹ thì hay gọi là nó e đấy, hoặc là nó có co kéo cái cơ liên sườn. Cái vị trí các mẹ có thể quan sát được là phần mềm giữa xương ức nõm vào khi trẻ hít trở vào, co rút họng ức, rút nõm lồng ngực. Thở nhanh và thở gắng sức là phản ứng bù trừ, nhưng cơ thể trẻ không thể cố gắng mãi. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể bị suy hô hấp, kiệt sức, nhịp thở chậm lại rồi ngưng thở. Đau ngực trong lúc ho và cả giữa các cơn ho. Nôn không chỉ sau cơn ho mạnh mà cả giữa các cơn ho. Tím tái quanh môi, ở mặt do trẻ bị thiếu oxy. Thở rít mặc dù thở bình thường là biểu hiện của nhiễm virus nhiều hơn, nhưng đôi khi đây cũng là biểu hiện của viêm phổi. Những cái dấu hiệu, 4 cái dấu hiệu sau này, tại đó là ở cái giai đoạn trẻ đã bị nặng. Khi trẻ có các cái dấu hiệu gợi ý ở trên thì mẹ cần cân nhắc cho con đi khám nhé. Các mẹ còn muốn biết thêm những kiến thức chăm sóc con như nào, hãy comment cho bác sĩ Vinh. Và đừng quên chia sẻ video này để giúp các mẹ khác cũng biết, cũng như hãy nhớ thả tim cho bác sĩ Vinh nhé.